Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Bạn Có Biết. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số sân khấu ca nhạc ngoài trời ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố thì có hai sân khấu ca nhạc được xem là lớn nhất, đó chính là sân khấu Trống Đồng và câu lạc bộ Lan Anh. Đây là một sân khấu ca nhạc trực thuộc công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Đây là một sân khấu ca nhạc chuyên tổ chức những cái cuộc biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, biểu diễn hàng đêm phục vụ cho đông đảo người dân. Và đặc biệt là nơi đây là một nơi được lựa chọn rất nhiều ca sĩ, diễn viên và tấu hài, danh hài đều có thể biểu diễn ở đây, phục vụ cho rất là nhiều người dân. Và hàng đêm như vậy, không có bỏ sót đêm nào hết. Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố thì sân khấu ca nhạc Trống Đồng là tụ điểm ngoài trời có quy mô hàng đầu trên cả nước. Và ở đây cũng có khá là nhiều nét thú vị. Ví dụ như là số lượng hàng ghế là cũng thuộc loại lớn nhất, có đến hơn 4.000 chỗ ngồi. Và đặc biệt là họ duy trì thói quen phục vụ hàng đêm trong suốt 21 năm vừa qua. Thành lập vào ngày 7 tháng 10 năm 1989, sân khấu ca nhạc Trống Đồng tính đến nay đã đưa rất là nhiều tên tuổi thành công, nhiều ca sĩ cũng như là diễn viên điện ảnh trong cả nước. Và nơi đây là nơi tụ họp rất là nhiều danh hài nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng, diễn viên, người mẫu đến đây để tham gia chương trình này hàng đêm với rất nhiều chủ đề khác nhau. Câu lạc bộ Lan Anh là tụ điểm ca nhạc ngoài trời có quy mô lớn, hiện đại hàng đầu trên cả nước. Và suốt hơn chục năm qua, đây là địa điểm rất là nổi tiếng và trở nên quen thuộc trong lòng người dân thành phố Hồ Chí Minh. Với tên tuổi gắn liền với những chương trình quy mô và hoành tráng, cùng với sự dàn dựng công phu và các đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên toàn thành phố. Sân khấu ca nhạc Lan Anh, đây là một trung tâm chuyên phục vụ những cái sự kiện ca múa nhạc trong thành phố với quy mô lớn. Đặc biệt là đối với những người tổ chức chương trình thì không thể nào mà bỏ qua nơi đây, bởi vì nơi đây là một sân khấu ca nhạc có mái che di động duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và có sức chứa lên đến 3.170 ghế ngồi. Có một thông tin lịch sử khá là thú vị về sân khấu Lan Anh mà Ngọc Diệp muốn chia sẻ với chị Nhi cũng như là quý vị, đó là ngay tại khuôn viên của câu lạc bộ Lan Anh ngày nay cũng là nơi tọa lạc của một đơn vị rất là nổi tiếng trong quá khứ ngày xưa về ngành giải trí, đó là trụ sở của Hội đua ngựa Sài Gòn. Sau khi môn đua ngựa du nhập vào Sài Gòn thì đây là địa điểm đã ra đời và đưa hoạt động đua ngựa Sài Gòn được tổ chức một cách bài bản hơn, và môn đua ngựa trở thành một trong những môn thể thao hấp dẫn thời bấy giờ.